em xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu một lô phôi me chua nha cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355 hoặc nhắn Zalo em số này luôn ạ. Rồi cây me đầu tiên này có mã số là 136 ạ. Trong quá trình vận chuyển mấy cái chồi non có thể bị dập gãy, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Mấy cái chồi nào dài quá em cắt ngắn lại nha cô chú, để dài quá nữa vận chuyển nó cũng dập à. Rồi em xin đau hoành luôn ạ. Hoành cũ cây này là 36 nha, 36 hoành cũ. Hoành thân là 15, chiều cao là 40, cùng một cỡ bầu là 20 ạ. Mã số 136 em xin giao lưu là 450 em bao ship ạ. Mã số 136 ạ. Me chua rất dễ trồng dễ sống lắm nha cô chú. Em để trong má em tưới nước mỗi ngày mà nó đâm chồi rất là cao, rất là nhiều luôn. Em cắt ngắn bớt là mấy lần luôn rồi đó. Rồi hoành cái cũ em đo đây là 29 ạ. Hoành thân là 17 ạ. Chiều cao là 25 ạ. Mã số 137, cây này 400 ngàn ạ. Mã số 137. Cây me quắn rất là quái nha cô chú. Hoành cũ là 29 ạ. Hoành thân là 14, chiều cao là 27. Này có nhánh đổ xuống rất là đẹp nha. Rồi mã số 138, cái này 400 ngàn em bao ship. Mã số 138. Này em quay buổi tối nên lá nó ngủ nha cô chú. Rồi 139. Cây cũ nó nằm dài nè, nằm muốn hết cái mặt bầu luôn nha cô chú. Hoành thân là 13, chiều cao là 24. Mã số 139, cây này em xin giao lưu là 300 ngàn ạ. Phôi me chua nha cô chú. Mã số 140. Như mấy cái chồi nó cao quá em cắt ngắn bớt nữa, cỡ ngang đây nè, đặng dễ bói lại nó hạn chế bị dập gãy nha cô chú. Có dập gãy chút đỉnh thì mong cô chú anh chị thông cảm. Me nó dễ nhanh đâm chồi mới lại lắm. Hoành thân là 17, chiều cao là 42. Mã số 140, cây này em xin giao lưu là 350. Hoành thân là 17, chiều cao là 35. Rồi mã số này là 141, em xin giao lưu là 400 ngàn em bao ship. Mã số 141 ạ. Em may đâm chồi rất là mạnh luôn nè cô chú. Một trăm bốn mươi hai ạ.
hoành thân là 14. Chiều cao là 28. Mã số 142, cây này 300.000. Cái này có cũ nha cô chú. Cũ nằm sát với mặt bầu em đo hậu khoảng là 30 ạ. Hoành thân đây là 14. Chiều cao là 26. Đây có nhánh đổ xuống nha. Mã số 143, cây này 350. Hoành thân là 20. Chiều cao là 40. Mã số 144, cây này 450. Cây này là 19. Chiều cao là 40 ạ. Mã số 145. Cây này 350 luôn ạ. Hoành cũ đây là 26. Hoành thân là 12. Chiều cao là 33. Mã số 146. Cây này 350 ạ. Hoành thân là 12. Chiều cao là 30. Mã số 147, cây này 300.000. Mã số 147. Rồi 148. Hoành cũ ở đây là 20. Thân là 12. Chiều cao là 33. Mã số 148, 300.000. Hoành cũ ở đây là 22, thân lắc lượng nha cô chú. Hoành thân là 12, chiều cao là 34. Mã số 149, cây này 300.000 luôn ạ. Mã số 149. Mã số 150. Cây dáng đổ ha, rất là đẹp ha. Hoành thân là 16. Chiều cao là 32 ạ. Mã số 150, cây này 400.000 ạ. Mấy chòi nâu có thể bị dập gãy nha cô chú, nhưng mà ít thôi à, mong cô chú anh chị thông cảm. Em gắn bó cẩn thận, chứ dập gãy ít thôi, không có nhiều đâu ạ. Mã số 151.
Hoành thân là 14 rưỡi, gần 15 luôn. Chiều cao là 28. Rồi cây này mã số là 151. Cây này em xin giao lưu là 300 rưỡi luôn. Cây mã số 151. Rồi 152 cũng là cây cuối cùng của clip. Cây này nhỏ nhưng mà nó khéo cây nha. Uống lượm này. Cái đế nó nằm dậy này luôn. Này em đo hoành thân ra nha cô. Hoành thân là 12. Chiều cao là 30. Rồi mã số 152. Cây này 350 á. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ, xin chào.